Xin thưa với lại các đồng chí, có rất nhiều lá thư gửi về cho người nông dân Khang 1861. Thư gần, thư xa, toàn những là thư mà yêu thích chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Những lá thư coi như thế là với nội dung yêu văn mến. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế, trân trọng cảm ơn các đồng chí trên giải chữ S đã gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479. Và cũng xin chúc mừng các thượng đế, xin chúc mừng các đồng chí. Vì khi các đồng chí liên hệ với số máy này để Trần Văn chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette, mình thấy được sự thông tuệ của các thượng đế. Một lần nữa xin chúc mừng. Tiếp tục giới thiệu với các thượng đế một combo băng cassette nữa. Combo băng cassette này có tựa đề là combo băng cassette số 3. Có thượng đế nào ưng cây bụng thì nói rõ cho tôi Trần Văn chốt combo băng cassette số 3 để tránh nhầm lẫn những combo khác. Combo này có 1, 2, 3, 4, 5, có 6 cuộn. 6 cuộn. Cuộn thứ nhất. Cuộn này nhìn cái hình đã đẹp. Đấy. Thế cái cuộn này là mình mua, mình không phải thông, mình mua về có sẵn nội dung chương trình. Đấy, cái băng này như này, băng này. Đấy, nội dung chương trình là chế linh này. Đúng cái vỏ này luôn này. Đấy, đúng cái vỏ này luôn nhá. Đấy. Đấy. Cái băng thứ hai này cũng mua về có sẵn nội dung chương trình rồi. Băng này cũng 60 phút, băng này 60 phút này. Băng này cũng 60 phút mà cái loại băng trắng trắng này. Đấy, nó mới này. Băng này trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc. Đệ nhất thiên hạ rẻ. Hơn 30.000 đồng một cuộn. Hơn 30.000 đồng một cuộn. Đây. Cuộn này nữa. Cuộn này thì mình thâu rồi. Cuộn này chương trình cải lương. Cũng băng 60 phút. Đây. Đấy, cứ mới như này loáng nhưng mà mình thâu cũ là cải lương mà mãi chả thấy ai mua cả, thế mình xóa cải lương đi rồi. Mình thâu là Hương Lan Tuân Vũ đây này. Đấy. Băng 60 phút rất chi là mới nhá. Ba cuộn băng này. 1 này, 2 này, 3 cuộn băng này trân trọng gửi tới các thượng đế 100.000 đồng thì có phải là rẻ nhất quả đất không? Và ba cuộn tiếp theo. Cuộn này là băng Sony HF90. Nội dung chương trình nhạc trước 1975, ca sĩ Thanh Thúy. Nghe tiếng gõ lên sướng đời lắm. Lóc cóc leng keng là có thật, chứ không phải là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đâu. Đấy, đang quay video lại sư huynh ở Vĩnh Long gọi điện. Cuộn này là cuộn thứ tư, thứ năm, Tuấn Vũ Sơn Tuyền, băng Sony HF90. Và cuộn này là cuộn thứ 6, băng Sony HF90. Nội dung chương trình là nhạc trước 1975. Đây. Trước 1975. Ok. 6 cuộn băng này mình đã kiểm tra về vấn đề âm thanh rồi. 1 này, 2 này, 3 cuộn này là 100.000 đồng. 1, 2, 3. 3 cuộn này 50.000 đồng một cuộn. 3 cuộn là 150.000 đồng. Cộng với lại 100.000 đồng ở trên này, combo chỗ này là 250.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuộn. Đúng là rẻ nhất của đất. Có 250.000 đồng. Các thượng đế thấy tiền băng rồi tiền thâu này nọ cái lọ cái chai. Thôi bây giờ mình dừng video ở đây để vào việc khác. Nhắc lại với các thượng đế là chỉ có 250.000 đồng. Tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền, người mua trả, người cung cấp nhà mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Trân trọng cảm ơn. Xin chào.